untuk metu mulu. Anh đi thang này ta, anh đang lên. Về đi bên dưới hả? Ồ, cái cây đã quá. Rễ nó chia làm 3 làm 4 nhánh này ha. Quá đẹp luôn chứ. Đang quay rồi sao chụp vậy?
cái này không có tạm dừng được. Không tạm dừng được hả? Ừ. Kỳ vậy? Khoan chút xíu đi. Anh Sang kìa, anh Sang kìa. Anh Sang chụp kìa. Cây đẹp quá anh Sang. Cây này đẹp quá ha. Không có xài được. Chỉ để làm kiển thôi. Chỉ làm kiển thôi chứ tôi không có làm lục bình, không có làm cột được, nó còn á. Cả trăm năm rồi. Chứ mà nó tròn tròn đẹp đẹp rồi. Đúng rồi. Bây giờ nó đang đầu tư làm lại nè. Hồi nãy đúng ra là nó vô công trình chở đồ, vô trình ra nó lấy tiền. Ở đây giờ nó đang làm, không có gì đâu.